Biết đủ chính là một dạng của hạnh phúc. Cuộc đời là một bức tranh với những mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng chính những khuyết điểm đó lại tạo nên sự hoàn thiện. Khi nước đầy ắt tràn, khi trăng tròn thì sẽ khuyết. Sự tròn đầy luôn mang trong mình mầm mống của sự thiếu hụt. Trong thế giới này, không có gì là tuyệt đối hoàn hảo. Và đó cũng chính là lý do chúng ta cần học cách chấp nhận và trân trọng những điều chưa trọn vẹn. Đời người làm sao mà có thể hoàn toàn như ý? Chúng ta có thể mơ ước, có thể khao khát, nhưng đôi khi chỉ cần được một nửa của điều mình mong muốn cũng đã quá đủ để cảm thấy mãn nguyện. Sự hoàn hảo không là việc có được tất cả, mà là biết hài lòng với những gì mình đang có. Bạn có thể ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của người khác, nhưng họ lại ngưỡng mộ sự an nhàn và bình yên trong cuộc sống của bạn. Bạn khao khát sự giàu có của họ, nhưng trong mắt họ, sức khỏe và sự bình an của bạn mới là điều đáng quý. Cuộc đời là một chuỗi những mâu thuẫn và đối lập, và mỗi người đều có những điều quý giá mà người khác không có. Vậy nên, thay vì ganh tị với những gì người khác có, thì hãy trân trọng mỗi ngày bạn đang sống. Hãy yêu thương và chăm sóc những gì bạn đang có, vì đó chính là tài sản vô giá. Cuộc đời không có đáp án tiêu chuẩn, mỗi người đều có một cách riêng để tìm thấy hạnh phúc. Và cách tốt nhất chính là biết yêu thích và trân trọng những gì mình đang có. Hãy nhìn cuộc sống bằng sự biết ơn, bởi sự trọn vẹn không nằm ở bên ngoài, mà là từ tâm hồn biết thế nào là đủ.